Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình để góp nhận 5.000 tốc cần có hiệu là FFF các bạn. Để tham gia chương trình nha, hôm nay các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một tài khoản trên sàn MCS các bạn. Mình sẽ nhận 5.000 tốc cần có hiệu là FFF. Giá hiện tại là 0.001 USD cho một tốc cần các bạn. Đây nhận 5.000 cũng khá là nhiều các bạn. Để sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn MSV các bạn khỏi cần cài rồi các bạn click chiếc phần link thứ hai của mình, các bạn điền form cho tất cả các bạn. Dù thứ nhất thì các bạn join vào kênh Telegram này các bạn, follow, like và retweet năm người bạn. Các bạn join kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Rồi các bạn mở Instagram ra các bạn. Rồi các bạn bấm vào multi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn cũng trở lại về một form cũ của ban đầu của mình tất cả các bạn. Và các bạn chạy xíu các bạn. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng join vào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn cũng follow và tweet nó. Các bạn join vào nhờ trên nhóm cộng đồng để nó xác minh mình các bạn. Multi. Rồi các bạn cũng bắt up lên các bạn. Rồi này tới hai kênh Telegram các bạn làm hết nhiệm vụ của nó các bạn. Rồi theo thì các bạn follow và tweet tăng 5 người bạn vào nha tất cả các bạn. Mấy này thì quá dễ rồi các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn like và tweet nó các bạn. Bài viết của nó. Bạn like, comment. Rồi bạn bấm vào tiếp nha các bạn, tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Gì? Các bạn bấm vào cộng. Lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì thường xuyên các bạn tăng những người bạn đó nha các bạn. Bạn tăng lòng xà đi nó phạt bạn rồi. Khoan các bạn chờ một chút nha. Rồi các bạn tăng 5 người bạn, các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha bạn. Xuống đây thì các bạn cũng join tiếp kênh Telegram đó. Đây mình kiểm tra lại các bạn. Đây thì những kênh Telegram mình đã join hết rồi. Đầu tiên các bạn đăng ký, các bạn điền vào một cái email, các bạn đăng ký trên một cái sàn MCS các bạn. Email các bạn đăng ký sàn link đầu tiên. Rồi các bạn dòng thứ hai các bạn bắt địa chỉ ic20.s.mysql.s của mình nghe không ạ. Này giờ ngon lắm ạ. 5.000 tốc càng không một là cũng khoảng không chấm mấy không bộn. Rồi các bạn copy đi chị thác, các bạn sao chép các bạn. Đây thì một chương trình góp này của coi sàn nó chất lượng hơn và uy tín hơn các bạn. Rồi các bạn điền lại một cái username Telegram của bạn nữa các bạn, khá là đơn giản luôn. Không anh 1133. Rồi cái địa chỉ ghép email này thì các bạn điền giùm mình là ảnh nhân quỳnh 5191@gmail.com nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ các bạn, vậy là ok nha các bạn. Rồi vậy chương trình này ghép bên đây cũng kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.